Hai xin mến chào quý bà cô chú anh chị nha. Thì hôm nay rất là vui luôn đó cả nhà ơi. Thì hôm nay là một ngày đặc biệt của một anh nói là sao đây ta, anh này rất là không phải là kêu bằng mạnh thường quân nữa, ảnh thì không chịu kêu bằng mạnh thường quân, ảnh thì ủng hộ kênh mình cũng rất là nhiều luôn đó cả nhà. Thì mình giấu tên một chút xíu, mình sẽ cho cả nhà biết nha. Thì hôm nay là mình sẽ ăn tiệc đó. Thì hôm nay mình với bé Hải đi chợ có mua được một ít thịt bò nè cả nhà. Đây đây, thịt bò tươi ngon luôn nha cả nhà ơi. Thì Hằng nó rửa sạch sẽ rồi nè, để chút xíu mình ớp thôi. Thịt bò thì Hằng sẽ ớp với sa tới nha. Kế bên đây thì có nắm kim châm nữa nè, chút xíu mình sẽ để chung với thịt bò luôn. Kế bên đây là tôm nè cả nhà, có tôm tôm gì là tôm sú nè, với lại tôm này tôm gì quên, út tôm mình hả, tôm sông cả nhà ơi, tôm càng xanh nha, nhưng mà cái càng nó nhỏ quá cả nhà, thấy cái càng ơi. Tại vì mình đi chợ chiều không có tôm ngon. Thì hôm nay mình sẽ làm một buổi sinh nhật nho nhỏ cho một anh cháu tên, chút xíu mình sẽ nói sao nha cả nhà ơi. À quên nữa, phía trước thì bé Hải đang nhúm than, quên bé Hải luôn rồi. À bé Hải chào cả nhà cái đây nha. Chào mọi người nha. Đang nhúm than sắp đỏ chị Hải. Được rồi. Cũng lên lửa phải không? Vậy thôi chị cho mày chị ớt nha. Dạ, ớt đi. Chị ớt cái đi rồi mình đem than lên mình nướng luôn. Ngay cả nhà, còn thịt bò thì mình chỉ ớt xíu sa tế thôi. Cái này con thấy hiếu hiếu gì không? Hiếu cái thao đúng không? Đã lấy chưa? Ủa, hình như là con thiếu cái thao. Dở cái đó ra, dở cái thịt bò ra. Để cho nó ráo nước thôi không? Tiện lợi ra luôn đó nha. Hình như là mình quên giới thiệu món. Đây mình ướp tôm trước nha. Út mình nãy giờ đâm muối phụ mình đó cả nhà. Đây cút ớt một con đi. Tôm mình rửa gọn hết trơn rồi. À, thứ cái món này nè, nãy giờ Hằng quên giới thiệu nữa. Đây là cái món lẩu bò mình mua sẵn nha. Của chú Năm á, cái nhà mình bán đó cả nhà. Mình mua 100 ngàn nè, nhìn nè, rất là nhiều luôn. Đây Út mình sẽ ốp à. Út ốp đi. Trời ơi ngại Út. Không quen. Không quen có gì đâu. Rồi. Chừa lại mình ăn mặn với nha. Không, cái này vừa thôi chứ nó mặn nó mau mặn. Đợt hổm thì con đưa cho comment tí nha, ốp nha. Tự đâm muối tự ốp luôn. Giỏi chứ. Gì mới được chứ, đang nữa về nhà gọi phải ra rửa tài đồ mới được chứ tí. Được chưa? Được rồi, nhiêu được rồi. Rồi đây cái nhà mình để cho nó hấm nè. Út rửa tay cái gì vậy? Sẵn Út cháy cái thao giùm con. Cái thao nào? Đó cái thao bên đây nè Út. Sẵn mình ớt thịt bò. Đây, đây mình để chút xíu cho nó hấm nha cả nhà. Cái này có mặn nè cả nhà, mặn được ở mình xuống loại nè, mình hái nè. Mặn này rất là ngon luôn á. Nhưng mà hồi xíu mình rửa lại đi. Nó hơi bụi xíu. Ờ, nhìn cái dĩa này hấp dẫn. Dĩa dao nè. Quên mua ở nhà nữa, mẹ mình có bán mà mình quên, mình mua bên bên chợ luôn. Nó cũng có giá tiền à. Quạt cho nóng hơn. Cho xong con đùa đều ra. Để hết than luôn chưa Hải? Cưng để hết than luôn chưa? Mình để hết than luôn đi. Cái mũi dao nè bỏ đâm xuống bị gãy móng tay rồi. Hổm giờ mình bắt cá nhiều quá cái nó bị xước móng tay gãy hết trơn rồi cả nhà ơi. Ngay chính giữa đi, ngay chính giữa xong rồi thử lên. Được rồi. Ui. Đây cuối cùng cũng xong rồi nha. Tới luôn, nhìn hấp dẫn lên thơm.
có cần để một ít bột ngọt gì vô không? Không, ớt tỏi luôn. Ớt sẽ tới vô miếng chanh đây cho nó mềm. Chanh yeah. Vậy mình ớt hết, họ hết thủ luôn đi cả nhà, tại vì hơn ký bò lắm. Hôm nay thì mình không có mua đậu bắp nha, mình chỉ mua nấm chân chanh thôi. Tại đậu bắp đậu hổm á, mình mua mà hai đứa nhỏ nó không có ăn cả nhà ơi. Nên mua nữa rồi bỏ phí tiền lắm. Nên mình không có mua. Giờ Hạc sẽ cắt chanh để vô. Đợt này nhiều hơn đợt hổm mình ăn. Đợt hổm hình như có 900 gram mà. Đợt này mình mua tới ký mấy hồi nãy, ký 2 phải không Hải? Ký 2 ký 1 ta? Ký 2 hay nhiều được mấy trăm gram? Nhiều được 300 gram. Rồi, để chút xíu mình sẽ nướng. Dạ cả nhà ơi, thì mấy chị em mình cũng làm hoàn thành cái bếp nướng, cũng than cũng đỏ nè cả nhà. Bây giờ thì bé Hải sẽ có nhiệm vụ là nướng tôm với bò nha. Hằng thì sẽ chụp lửa để cho cái nồi lẩu bò nó sẽ nóng lên để mấy chị em mình ăn thôi. Mình để cái này nó ra cho nó bụi đó nha, nó hơi vô xíu cả nhà cũng thông cảm nha. Giờ này mà vẫn còn nóng đó mọi người, thật thật luôn. Trộn trộn lên cái nước này. Nhờ có sắc mé thì cái nhà sắc mé chậm đấy rất là nhanh luôn á, tiện lợi luôn. Cháy chưa ta? Cưng nhìn bên đó là cháy hay khói nó bay ngược vô chị nè. Chưa cháy. Đáng lẽ là mấy chị em mình định là sẽ đi quán ăn á cả nhà, nhưng là do là bé Hải với Tí thì chưa có được, chưa có thi bằng lái á, chưa đủ tuổi á, mình sợ đi xa rồi mấy anh công an hỏi thăm một cái là tốn tiền bộ lắm cả nhà ơi, nên thôi mình ở nhà đi chưa chắc ăn. Tiền bộ mà nha, chưa có bằng lái là bộ mình chạy xe 150 tốn cả 1 triệu, 700 triệu. Vậy thôi mình ở nhà mình ăn luôn cho chắc ăn á cả nhà. Đi có mấy 800 triệu mắc xe nữa là... hồi hộp nữa. Đúng rồi, lỗ rồi. Ở nhà mình hơi cực một xíu, mình tính đổi gió cho mấy đứa đi quán á, nhưng mà thôi đi, ở nhà cho chắc ăn cả nhà ơi. Rồi bảo chính mới đi. Tại vì mình lửa ấy nè. Ê, tương đổ cái nấm chân chăm vô cái bò luôn đi Hải, cho nó thấm á. Cái đâu bò rồi. Đó. Rồi khóc luôn. Chưa chắc nha. Có con tôm mà chín ra để coi chuyện khác. Mấy giờ giờ ra đây nè, cho nó nóng. Con nào chín thì giờ ra. Ôi con tôm mà chưa chín đâu Hải. Cái đầu này. Đầu chưa chín đâu. Bên đây nóng rồi. Đây. Bây giờ Hằng sẽ cho cả nhà biết là hôm nay là sinh nhật của ai nha. Nãy giờ thì Hằng giấu đó. Cái này rất là quen thuộc luôn. Đây cả nhà ơi. Ồ, nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Đây. Hôm nay là sinh nhật của anh Tâm nha cả nhà. Anh Tâm thì lúc trước giúp kênh Hằng rất là nhiều luôn đó cả nhà. Thì do là hôm nay anh gặp tai nạn cả nhà,
nên không có thường xuyên giúp kênh mình nữa. Thì hôm nay nhân dịp sinh nhật của ảnh thì Hằng có mua cái bánh kem với mua một ít đồ về để nấu tiệc ăn mừng tuổi của ảnh, để chúc cho anh Tâm sinh nhật, Hằng chúc cho anh Tâm sinh nhật thật là vui vẻ. Nhìn ở đây ta, màu tỏi, sức khỏe dồi dào, làm ăn tiến tới nha, tiền vô như nước luôn, tiền ra nhiễu như giọt cà phê vậy thôi nha. Chúc anh luôn bình an nha. Hãy có điều gì muốn nói với người ta không? Chúc anh một tiếng luôn đi nha. Chúc anh mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Cũng chúc gì hơn. Comment cũng chúc anh tiếng đi nha. Tại vì hôm nay sinh nhật của anh mà, lúc trước anh giúp cho mình rất là nhiều luôn. Thì chúc anh Tâm gì ạ? Mau khỏe lại sau khi gặp sự cố, lại mang phát tài phát lộc. Đây cái bánh kem sinh nhật là em đặt này cả nhà. Đó, dễ thương ghê luôn vậy đó. Hôm nay có lẩu nè, có bò nè, có tôm nữa, rất là thơm luôn. Thì bây giờ mình cũng chuẩn bị mình ăn tiệc xong nha. Quá hầm cả nhà ơi, nhà này hầm quá hầm luôn. Cái bánh kem này mình để sao đi, mình lấy cho cả nhà coi trước để mà cả nhà hồi hộp là không biết là ngày đặc biệt của ai nữa. Dạ thì Hằng cũng cảm ơn anh Tâm đã tài trợ buổi tiệc này cho nhóm mình nha. Cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Chúc cho anh thật nhiều sức khỏe nè, mạnh giỏi mạnh khỏe là luôn luôn bình an nha. Bây giờ mình cũng chuẩn bị ăn thôi nha cả nhà. Mình cái chén, chuyện cái chén một tí thì cho nó bị đói đi. Ngày đủ rồi. Bữa em quay ở này cho tí vậy. Đúng rồi. Bò cũng chín một mớ rồi nè cả nhà ơi. Ơi thiếu một món hãy ơi. Bây giờ tôi bước cho cô lấy chị cái chén đi nha. Nước chấm đúng không? Đúng rồi. Chai nước chấm ngoài này nè. Còn nãy chị kiếm cái nắp của cái thùng đó. Đúng rồi. Chị chơi nó kìa. Ở đâu? Nó không có lỗ kìa. Nè nè nè. Nè. Cục à nằm dưới đó hả? Nãy giờ mấy cái dĩa nó che lại chị không thấy. Đây, mình sẽ chế nước chấm cho. Mình để vậy nhìn nó đẹp ha. Không nước đâu. Nước chén không thôi. Nước, không nước. Nó bị ở dưới nó bị nâu nâu. Nó chỉ bị kiểu quấn thối thì cái rồi. Ơi vậy ăn mì ha, chị để mì vô ăn. Dạ, để mì vô. Lấy gói mì trước đi rồi hồi mình ăn hết thì mình để thêm, để vô nhiều quá nó bị hơi rừ á, nó bị nở á. Bởi vậy chị lấy hồi lần nghe nó kỳ quá thôi, chị lấy nở đi cho nó nghe nó nhân mình chút đúng không? Nãy giờ sôi lắm luôn á. Hơi bời bộn chút nha cả nhà cũng thông cảm nha. Tại vì chiều tối mấy em cũng tranh thủ á. Tại vì không có đèn nữa nên tranh thủ, sợ hồi trễ quá. Tại vì buổi sáng tí học á, buổi chiều thì tí học về sớm. Bữa nay học tí cũng học buổi chiều nữa. 2 rưỡi hồi chiều nãy mấy giờ cũng về tí. 3 rưỡi gì? 3 rưỡi lần á. Mình đi mua đi chợ mua đồ này là 4 giờ rồi. Giờ này chắc cũng 4 giờ rưỡi rồi, 5 giờ quá. Rồi Hằng cũng xin phép là mời anh Tâm mời cả nhà cùng ăn với mấy chị em tụi mình nha. Chúc mừng sinh nhật anh nha. Ăn thôi. Ăn gì trước đây? Nè, đổ mới nè. Có bò, có tôm. Con bò chết rồi nha, con bò thử coi như sao nha. Cảm giác như thế nào? Mềm, như cô nãy bà bán với bà nói. Mềm đúng không? Với lại cô dặn mình á là nướng bò để một ít chanh vô, bò nó sẽ mềm mà nó thơm sao đó. Chị cũng không biết nhưng mà lần nào chị mua bò với cô về chị cũng nặng miếng chanh vô thấy không nó ngon. Dạ. Đây, chị cũng ăn thử miếng bò nha. Đây cả nhà. Bò này mình nướng vừa chế vừa tới là ăn được, còn nướng chín quá nó bị dai lắm cả nhà. Nó khô quá hết. Bò mềm nha. Bò mềm, thêm chén nước chấm nó ngon lắm. Để chị lấy mì cho cưng. Mì cũng mềm mà cả nhà, Hằng gấp cho Hải nha. Tôm chế nhiều quá. Cái gân bò, chị nhà ruột bò giống nó chị đang.
thử coi thế nào, có nó chấm nè hả? Dạ, thử miếng nước nha mọi người. Coi vừa ăn chưa mình chấm nha. Để chị ấy rau đẩy vô. Sao thấy sao? Nước nó ngon vừa ăn đúng chị. Đúng rồi, ngon. Với lại chỗ này bán rẻ 100.000 một nồi luôn á. Chị thấy bò viên nhiều lắm luôn á, chứ găng nữa, găng bò nữa. Thử miếng găng bò. Coi nó có mềm không nha. Măng bò đúng mềm luôn mọi người. Ngon lắm luôn. Phát sảy hả? Phát sảy. Cảm giác hạt là rồ mốt giúp coi. Rồ mốt. Rồ mốt thì rồ mốt gì đó. Đó, chị đã ra không thật, con cao lắm nha. Sợ con gấp không tới đúng không? Dạ. Tới đó là nóng kìa. Chả bò nó người ta làm đúng không? Dai không? Yeah, kiểu tự làm ít bột á mình. Bây giờ mình ăn thử, hải phèn quá cả nhà ơi. Bây giờ hàng sẽ ăn thử nha. Ôi, này là chắc kiểu như là nặng bò phải không ta? Nó phèn cũng vậy. Không không. Ừ? Phải phèn không? Ờ, chắc phèn quá cả nhà. Đây. Nóng không hả? Nóng nóng. Nóng vàng mới ngon. Nóng quá. Chịu nổi là em nó nóng. Quá ngon quá nhà ơi. Lã mồ hôi luôn. Đây là trời nóng luôn. Chỉ mở ra chị em à. Này là vừa ăn vừa thải mỡ luôn. Chở không? Có chở không? Nó ăn rồi quá. Quá chở khét luôn cả nhà ơi. Hai chị em mình coi lên review cái nồi à. Lẩu. Trời lẩu rồi mà khét tôm, khét bò luôn rồi. Cái này hơi nhỏ nè. Tôm cái này hơi nhỏ tại mình đi chợ chiều có mấy con đâu, mình mua trơn luôn á. Ngon. Tôm này ăn được chứ cũng không ngon lắm cả nhà. Tại vì nó bị ngọt á. Ăn mì nó nãy chị gấp mì cho để nở nãy, nãy chị để gói đằng á. Mì dưới nắng nè. Ê, bỏ lấy nước nha. Bỏ lấy nước nhiều quá rồi. Ôi, dạ, dữ vậy. Hôm nay ăn cho no bụng nha. Ngày vui của anh Tâm cũng như là ngày vui của nhóm mình vậy đó. Ăn bò nữa đi. Tôm hơi nhỏ tại vì ăn không thấm cả nhà ơi. Quay lại mình ăn bò nha. Tuyệt vời. Mọi người ăn thấy chảy mồ hôi hết trơn nữa nha. Bây giờ mình cũng ăn bò đúng không? Hai chị em đứa ngồi bên cái lò lửa nó chảy nước vô mỡ rồi lên. Bự nó dai quá. Ừ. Nó dai quá à. Khi hồng nướng nó ấy nó khô nó dai. Nó dai quá mà nuốt không nổi luôn. Mẹ ơi cho con tôm nữa. Con hết tôm rồi hả? Đây nè mẹ cho nè. Ôi con này nó khét luôn, hai chị em lo ăn không hết con tôm luôn. Ở đây là con bướm lên đây nè. Ừ, này nó hết rồi. Chín giờ rồi. Mấy đó chín thì gấp xuống đây mình để con tôm lên thêm đi. Mấy con chắc. Để mẹ xíu. Bánh kem của ai vậy? Bánh kem của chú Tâm đó, con đưa chén cho mẹ nè. Đưa chén đây. Con cảm ơn mẹ không? Con cảm ơn mẹ. Nè nè, còn một con nữa, hai con luôn nha. Ừ. Rồi, con cảm ơn cả nhà luôn. Con cảm ơn cả nhà. Con nhìn vô điện thoại kìa, con cảm ơn. Con cảm ơn cả nhà. Bố ơi, bố cầm con. Cầm cho con. Cầm cho con, cho Hải. Con để đi xuống. Sao Hải? Ngon. Ngon. Bữa nay ngon hơn mọi bữa đúng không? Ừ.
đúng rồi. Với lại bữa nay đi. Với lại bữa nay sinh nhật anh Tâm ăn thấy ngon hơn đúng không? Đúng rồi. Giờ chị không biết ăn gì giờ. Mẹ ơi. Ơi. Con nguội ơi. Con nó nóng mà hả? Con nào nguội Hải con đưa. Con lên đây chú Hải đưa con cảm ơn chú Hải nha. Nè. Rồi con cảm ơn chú Hải đi. Con này nguội nè. Con cảm ơn chú Hải. Con cảm ơn chú Hải. Rồi ngoan quá. Dạ thì cả nhà ơi thằng cũng xin tạm kết thúc video tại đây để cho Tí vô ăn cùng mấy chị em tụi mình nha. Để hồi đồ ăn nó nguội nó ăn nó có ngon. Thì một lần nữa thằng chân thành cảm ơn anh Tâm rất là nhiều. Chúc cho anh thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong việc nha. Video của thằng đến đây cũng xin tạm kết lại. Nếu cả nhà thấy video của thằng hay thì cho thằng một like và đăng ký kênh này. Tạm biệt cả nhà ơi. Tạm biệt. Chúc anh sinh nhật vui vẻ nha. Bye bye.